Ờ, đó là mình bị stream muộn một chút nhưng mà sao thôi, hôm nay có một cái trận rất là hay, đó là Benzer và TNT. Today we got TNT and Benzer, let's go. Rất nhanh, rất khẩn trương. Ok, chúng ta sẽ đến với lại Infernal Tower và ba Tornado đã bị ban rồi. Go, let's go, maybe he will use Benzer, I think motor. Also great players. Snowball, balloon, no way! I have got baby dragon. No motor. Hello. Yeah. À, rồi, chơi phonit. Nếu mà gọi chơi phonit thì mình nhớ là bất cường, đúng không? Nếu mà gọi chơi phonit thì chắc chắn là bất cường. Đây là bất cường, phạm cường. Nếu không nhầm. Mới vậy, Legend chưa? Legend sau trận này nhá. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ có một trận Ram Rider rồi. Đây là Pekka rồi. Bên kia là mình nghĩ là mấy deck Respawn nhưng mà có Dark Prince. Yeah, Bandit is OP. 100% win with. Chuẩn luôn, bắt Phạm Cường. Nhớ mà. Ngày xưa bắt đấy cái avatar khác. Ok, và quay trở lại với trận đấu thì đây là một deck Respawn, một deck có deck Pekka Ram rồi. Bên kia là Pekka Ram rồi, bên này là Ram Rider. Hay có lẽ khá là chuyện nhau, khá là xem rồi. Hiện tại thì con Dark Fiend phải nói là quá mạnh. Mình phải nói là quá mạnh, chứ không phải là mạnh nữa. Mình không hiểu tại sao có thể book con Dark Fiend mạnh như đến như vậy. Bây giờ anh put Ram rồi. Còn Bandit vẫn lao được vào trụ. Có chặn được không đây? Chắc chắn là chặn được. Phải nói là ở trong cái bản update vừa rồi thì Ram con Dark Fiend rất mạnh, rất mạnh. Một mình có thể counter gần như là nếu mà không có bị spell down thì gần như nó có thể đép được gần như rất là tốt cái combo. Không tính các combo trên không nhé. Phải nói là combo đúng là book quá đà thật, mình phải nói là quá đà. Tốc độ tăng tốc quá nhanh cộng với lại fast flash down của nó phải quá mạnh. Tốc độ quá nhanh. Mình không hiểu là mình có thể. Hơn nữa thì các deck của thông thường thì bây giờ họ sử dụng snowball và cộng với lại có là giáp, đôi khi có là giáp. Vì vậy là thông thường như thế này thì rất khó, những quân đép như kiểu bét thì rất khó để đép được con này. Và quay trở lại với trận đấu thì mình rất mong cái kèo này, đáng lẽ là mình không stream đâu nhưng mà mình thấy cái kèo này quá hay. Một đội là bây giờ đang đứng vị trí top đầu tiên với tỷ số là 3 win luôn sau 3 tuần đấu, sau 3 ngày đấu. Bandit vẫn lao vào trụ. Mấy lời Legend là sau trận đấu này luôn. Nếu mà TNT thua, chúng ta sẽ đến với Legend luôn. Còn nếu TNT thắng thì chúng ta sẽ đến với Kingdom of the Hill và sau đấy là lên Legend. Yeah, Bandit OP. I can't believe it. Bandit can push on tower. Great placement with that E to prevent him from getting poisoned. Oh, Ram vào trung rồi. Và con Whip vẫn đang còn đấy, thôi xong rồi. Bandit chắc chắn sẽ thua trong tên này. Một tên mà để con Whip. Mình đã nhắc với các bạn là con Equip còn mình đang rất là lợi hại khi mà nó không bị nó đứng đằng sau tanh mà nó không bị tác động thì nó rất lợi hại. Snowball đâu có Equip ở đây rồi. Benzer đang bị thiệt một con Ram Rider, thiệt mất 4 ly. Hello Đức. Phải nói là meta hiện tại bây giờ mình thấy đi đâu cũng có Dark Fiend, đến deck Golem cũng có Dark Fiend, deck có đội Lock Base thì chắc chắn là có rồi. Chúng ta sẽ quay, chắc chắn là trong thời gian tới chúng ta sẽ quay trở lại với lại Dark Fiend với lại Lock Base rồi. Bandit bên kia không quan trọng. Sẽ có một Snowball ở bên kia thôi. Tiếp tục tên này. Đáp của Nequip rồi. Rất là đơn giản thôi. Và trong cái thể lệ hiện tại thì bây giờ họ sẽ không tính hòa nữa. Nếu mà không có sự cố xảy ra thì sẽ không tính hòa mà sẽ tính máu trụ luôn. Vì một ngày sẽ có 3 cặp đấu diễn ra, vì vậy là Bandit vào trụ. Phải nói trong trận đấu ngày hôm nay thì Bandit khỏe vậy chứ. Không phải khỏe mà nó là đôi khi nó gọi là một cái key win condition card thì nó là đúng hơn trong cái trận đấu này. Bác sĩ Dark Green đúng rồi. Chắc phải nói là cái deck đấy mình rất khó chịu. Phải nói là khi mà các bạn mà cộng tấn lên cái bình nữa. Tại sao lại họ sử dụng chơi trung bình? Tại vì là chơi có bình thì nó sẽ câu được fireball. Và như vậy thì ba chị nó sẽ có lợi thế để có thể hạ thẳng quân được.
Mà nếu mà đánh cái diện dưới như thế này thì chắc là TNT sẽ thắng rồi, còn một phút nữa rồi. Mình cũng không hiểu là búp ngựa đen không có hiểu thật, cộng với lại búp con ngựa trắng phải nói là tốc độ búp không hiểu sao là nó có đét. Mình không nhớ là họ có búp ngầm hay không, nhưng mà mình thấy là nó mạnh quá. Còn nữa là còn mình thấy là con Lumber mà mình không hiểu sao là Lumber nó không bị nép, tốc độ đang quá nhanh. Đôi khi là mình rất ghét những cái thẻ mà mình bị counter. Đó là một cái ai tâm lý chung cũng vậy thôi. Những cái thẻ đó mình gặp mình rất là ghét, là mình muốn là nép luôn. Đây các bạn ngồi thấy tốc độ chỉ có 2 ô thôi, nhìn 2.5 ô thì đúng rồi. Ok, và game đầu tiên mình chắc chắn là sẽ liên tiếp thắng rồi. Chặn được con Ramader không? Snowball đâu? Pekka chém con đấy. Nhâm, Bennett, Snowball đâu? Wait. He just needs a little bit more damage. The poison. Oh. Okay, TNT win. Nó một thứ rồi. TNT is first boy. Barely though, Benzer almost came back there. Đúng. TNT on the top of the red, Benzer in the blue on the bottom. Họ nói rằng là TNT nằm là áo phía màu đỏ và nằm ở phía trên, rơi phía xanh nằm phía dưới, ai cũng biết. Ok, và quay trở lại với trận đấu, Miner có họ chơi Miner rồi. Xuyên có một võ không? Không có, mày đấy. Liệu rằng là TNT có chơi Giant không? Mình thấy TNT chơi rất nhiều Giant. Một cái lock rất hay. Phải nói là nếu mà Barrow mà chơi lock bait thì mình nghĩ nó cũng không thể ăn được ở trong cái bất này. Ai mày, một tam bait thì cũng rất khó ăn. Có một Stonewall đánh lạc hướng được con lớn rồi, mất trụ luôn. Bên kia Barrow sẽ có một con support như nào đây? Mất trụ luôn rồi, chắc chắn là như vậy. Hello. Oh, màn lock bait là rất nhiều, các bạn đã không xem rồi, cây, anh ấy là một người chơi rất hay với lock bait. Anh ấy phải nói là một người cân tim cực giỏi luôn. Một ngày có 24 giờ thì anh ấy đánh chơi 23 giờ, anh em nào không biết. Nếu anh em có anh ấy trong fan list thì anh phải nói là chơi 23 trên 24 luôn. À. Yeah, yes, creepy, help me. TNT has done more damage. But the King Tower, so it's gonna be Benzer trying to go maybe for the King Tower, depending on the situation. Hello, Ben Anh. My stream, anh xem đã, tại vì là... TNT says okay. Mai sẽ có cái gì chúng ta? Okay, he's got, he wanted to get the prince out. Để xem, nếu mà rảnh thì stream thôi, không có điều gì khác. Vì thông thường sẽ stream vào cuối tuần mà. Đấy, các bạn có thấy là lava thì... Lava mà nếu mà quá nhiều con không thì rất khó có thể có đép được cái combo này. Các stream và có cả... Rồi, tên này vẫn đép được. Bây giờ đến lúc là Barrow dồn quân rồi. Liệu rằng TNT cũng sẽ đép tên này không? Rất nhiều AD rồi, quân support. Tiếp đáp bồ lava sau rồi. Thả một con Darkstream như vậy thì sẽ không hợp lý một chút nào. Và anh muốn giữ lại Eli để đép từ từng từ chút nào đây. Đúng là như vậy, một tơn là kẹt được cả ngàn bên không đây. Bây giờ sẽ có một cái poison, 306 máu thôi xong rồi. Nhìn đi, anh một pha anh rất khỏe. Bắt đầu phòng đấu thanh nghệ đen. Motor A rồi. Muscadi Hot Cycle không? Thực sự là nếu mà Hot Cycle thì rất là... À, mình nghĩ ngay một cái Hot Mota. Có Snowball thì mình nghĩ là có Hot Mota. Đúng rồi, cái Hot Mota đích của Lapocati. Đích của Lapocati, nếu mà mình nói không nhầm. Hay là đích, không, đây là một cái đích nếu mà Balloon, nếu mà hợp lý ra là Balloon có Muscatee.
this might be an expo up on the top. Favorite, yeah, big favorites are Benzer, Motarasco, Miner. Watch it be an expo. Balloon, bên trái, mình nhớ không đấm không nhầm, Balloon. Oh, I see rồi, rất hợp lý. Đúng rồi, Balloon. Yeah. Một con, các bạn có thể nói là con Luber rất OP luôn. Một IC và một con Luber rồi cần được một Mota, không bắn thêm một chút nào. Không, tại TNT chơi Balloon rồi. Và trong cái bài này thì TNT phải nói cycle nhanh đấy. Nhưng mà gặp những cái deck mà nó có bếp như thế này thì liệu TNT xử lý như thế nào đây? Tiếp theo là một... Anh không có ý dự định là phải giữ lại Barbarian Barrel để cho cái cho Goblin Gang hay là thông thường là sẽ Goblin Gang rất hợp lý. Rascal thì họ thông thường sẽ đặt dưới và rất khó để Barbarian Barrel sẽ có thể chặn được. Anh xin đâu? Lumber bên kia rồi. Mình nghĩ là Lumber chạy hơn. Mota vẫn chưa bắn được bầu trụ. Vẫn hợp lý. Unfortunately, no mortar hits yet connected to the Prince's Tower. So now it's just super slow. Ngựa đen giờ thấy ngựa trắng trong góc bếp được không? Thực ra thì mình thấy là ở trong cái thời điểm hiện tại thì ngựa trắng vẫn nếu mà gặp cái tech mid nào thì ngựa trắng sẽ tốt hơn. Có được snowball rồi. Hay quá, TNT thà control hay quá. Vẫn còn một con minion vẫn đang sống ở đây. Tiếp tục là Balloon đẩy rồi. Barrel sẽ đẩy như nào đây? Barrel sẽ không có một Snowball đâu. Hay hợp lý. Và nổ luôn. Rất hay, một combo rất hay. Bên kia họ cũng không kém Barrel một mình mà. Nguy hiểm quá, anh không có một Snowball. À không có một cái Fireball mà chỉ có Snowball thôi. Có vẻ có Mota rồi. TNT làm thế nào để có thể vào trụ đây? Rất khó. Nếu mà TNT sẽ có một con một cái CG thì sẽ luôn bắt được Miner đi. Bắt Miner đi. Tiếp tục đẩy Balloon đi. TNT phải cần đẩy Balloon nhiều hơn, cần phải mạnh lượng mạnh mẽ hơn thì anh mới có thể thắng được Snowball đâu. Hay quá. Vào đi. Balloon, vào trụ đi. Vào trụ đi, cần một chạm thôi không được rồi. Must vẫn làm được rất tốt. 1.0 không có. TNT cần phần đẩy nhiều hơn, nếu mà anh cần thủ là anh thua. Anh cần thủ là anh thua. Tiếp tục để Balloon. Có Balloon. Còn Rascal, phải nói là trong cái bài này thì Must bắn rồi. Vào trụ đi, còn một mình có Rascal sẽ không đẩy được. Sẽ có một Snowball, vẫn đép được, rất tốt. Phải nói là trong trận đấu mà mình rất chờ đợi TNT sẽ thắng này. Mình rất chờ đợi TNT sẽ có thể làm một điều gì đấy. Tiếp tục Balloon. Snowball đầu. Và đã có một cái Mota rồi, đánh rất nhanh. Và đó là defense rất tốt. Bắt được Miner rồi, hay quá. Great là một giác. Phải giữ lại con Luber để đép để đép con Miner thôi. Hợp lý. Hiện tại thì Miner đang có lợi thế rất nhiều mà nếu mà hòa thì Miner sẽ thắng. Nếu mà hòa trận này Miner sẽ thắng. Miner bên kia. Luber bắt được rồi. Hay quá. Great Lumberjack. À, cứ thả quân như thế này thì gì? Liệu ra một át cả ngay với không không? Một tài rồi, Musty đi đâu? Cần phải nhanh hơn, thao tác nhanh hơn. Ui, Spear vẫn bắn được rồi. Nguy hiểm quá. Bảy nhanh hơn, ta đang cả ngay với không, TNT ơi. Anh cố lên. Mota lại có tiếp rồi. Khó chịu. Đó là lý do mà tại vì sao Barrel lại không chơi lại bị mẹ lại mẹ tạ mang là Miner. Đừng Miner. No way. Oh my god, the spear goblin. Spear goblin thôi xong thôi. Thôi. Giant Benzer. There it goes. For another hit. Chơi đủ 4 trận toàn thắng.